our warmest thanks and appreciation to the founders of Time to Give Back, Dr. Michael Dow and Dr. Lynn Bowie, for so generously hosting this dinner tonight and for their warm hospitality. Thank you. Thay mặt cho toàn thể các anh em trong ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Đặc biệt chúng tôi xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của bác sĩ Michael Đào cũng như nha sĩ dược sĩ Linh Bùi đã rộng lượng mà tổ chức mời đón chúng ta đến tham dự ngày hôm nay. We'd also like to thank all of you who have taken your time to show your interest and your support for such a noble mission, and for your belief in the initiatives and the programs that